Kính thưa Cộng đoàn Dân Chúa, trong phần chia sẻ hôm nay tôi có hai phần. Phần thứ nhất xin nói với các bậc làm cha anh có mặt ở đây. Phần thứ hai cho phép tôi nói riêng với các em nhỏ. Khi tôi được mời là tôi được nghe nói hôm nay tôi dâng lễ cho các trẻ em, nhưng tôi lại thấy có đông anh em người lớn, thì cho tôi dành một chút trước tiên tôi nói với quý ông bà anh chị em các bậc cha anh. Có lẽ trong tôi đã dâng thánh lễ nhiều lần ở nhiều nơi ở đất nước Hoa Kỳ này, thì đây Cộng đoàn Westminster hôm nay tôi dâng lễ lần đầu tiên rất ấn tượng với tôi, bởi vì đi đâu tôi cũng ước muốn rằng chia sẻ một chút kinh nghiệm và mong rằng cái Cộng đoàn Việt Nam của anh chị em sẽ quan tâm đặc biệt tới các em nhỏ và dành cho các em cái vinh dự, cái công việc được công bố lời của Chúa hoặc là đáp ca hoặc thánh ca bằng tiếng Việt ở trong thánh lễ. Bởi đó là một cách để khích lệ con em anh chị em giữ được tiếng nói của dân tộc, và như thế nó cũng giữ được phong hóa của dân tộc, và như thế cũng là giúp cho cộng đoàn người Việt được tồn tại ở đất khách quê người. Thì tôi tới đây rất ấn tượng thấy con trai con gái anh chị em đọc lời Chúa bằng tiếng Việt rất là tuyệt hảo, và đó là một dấu hiệu tôi cảm thấy ấn tượng, và tôi xin dâng lời tạ ơn Chúa với anh chị em và mong rằng cái tinh thần này, cái cách thức này sẽ được thể hiện ở khắp mọi nơi. Có như thế thì chúng ta mới thấy được anh chị em các bậc cha anh an tâm để lo cho con em của mình, để con em của chúng ta ở nơi xa xôi này vẫn có thể hội nhập văn hóa và phong tục tập quán của những địa phương mình đang ở, nhưng vẫn giữ được tiếng nói, văn hóa, phong tục tập quán tốt đẹp của quê hương của mình. Và đó cũng là cách đóng góp cho giáo hội toàn cầu ngày càng phong phú hơn. Hãy xin chúc mừng anh chị em và rất là cảm phục cha quản nhiệm cũng như các cha đã lo cho con em giữ được tiếng nói, phát triển được tiếng nói dân tộc như thế. Bây giờ đây thì tôi xin sang phần thứ hai nói với các em nhỏ, còn với các bậc phụ huynh thì đã có thánh thần Chúa nói với anh chị em. Chúng con rất thân mến cha, rất vinh dự hôm nay dâng thánh lễ với chúng con, cha chia sẻ với chúng con, bởi lúc nãy cha có nói với cha quản nhiệm bây giờ chúng con ở bên Mỹ mà cha giảng tiếng Việt thì không biết chúng con có hiểu không, thì ngài nói chúng con dư khả năng hiểu, cho nên cha sẽ nói, bởi vì chúng con thấy hôm nay có cái trong cái sách thánh hôm nay bài tin mừng đó, Chúa Giêsu chúng con thấy lạ. Chúa Giêsu là Thiên Chúa mà bị cám dỗ, mà không phải cám dỗ một lần, cám dỗ tới 3 lần. Đấy là cái điều mà chúng con phải thấy. Chúng ta cũng không khác gì đâu. Cái mầu nhiệm Chúa Giêsu vào đời làm người như chúng ta mọi đàng, kể cả bị cám dỗ và kể cả phải chết, chỉ trừ có một điều khác chúng ta là không phạm tội, không làm điều gì xấu. Chúng con để ý trong lời nguyện đầu thánh lễ hôm nay, xin cho chúng ta được dõi theo Chúa Giêsu để bắt chước sống theo gương của người. Cho nên cái điều quan trọng nhất, thí dụ khi ai hỏi chúng con này, bé ơi, bé tin theo ai, thì chắc chắn chúng con phải tin, nói này, chúng tôi tin vào ông Giêsu. Câu hỏi thứ hai sẽ nói, ông Giêsu cho bé cái gì và dẫn bé đi đâu, thì ông Giêsu sẽ dẫn bé đến gặp một Thiên Chúa độc nhất chân thật và là cha của mọi người. Đó là đức tin căn bản của chúng ta. Bé tin theo ai? Người ta tin ông A và B,
Còn chúng ta người Công giáo tin vào Chúa Giêsu. Chúa Giêsu chỉ cho chúng ta, dẫn chúng ta đến gặp một Thiên Chúa độc nhất, đấng tạo thành vũ trụ, Chúa của muôn loài, là Cha của chúng ta. Vì thế sẽ có cái hệ luật như thế này: nếu chúng ta được dẫn đến để biết một Thiên Chúa là Cha của chúng ta, thì vị Cha đó cũng là Cha của hết mọi người. Do đó chúng ta không chỉ có một gia đình như gia đình ở Westminster này, có mấy trăm gia đình quây quần mỗi chủ nhật như này, mà chúng ta có cả một cái gia đình cả 8 tỷ người trên thế giới. Vì thế niềm vui, nỗi buồn, đau khổ, thiếu thốn, nghèo nàn hoặc hạnh phúc của bất kỳ ai trong 8 tỷ người trên thế giới là niềm vui, hạnh phúc, nỗi buồn, đau khổ của chính chúng ta. Chúng ta đang ngồi an tâm đây, chúng con ngồi yên đây, chúng con không thể nào, chúng con sẽ phải tập được một cái tinh thần. À, bây giờ có nhiều em ở bên Nhật mới bị sóng thần vùi dập trong ngày thứ 6 vừa qua. Có nhiều em đó mất cha mất mẹ, có nhiều người cha người mẹ đó đang khóc thương chờ đón tìm còn. Đó là những người cha của chúng ta, đó là những người anh em của chúng ta, đó là những người thân nghĩa thiết của chúng ta. Và tất cả là anh em ta thành một đại gia đình. Chỉ có một Thiên Chúa là Cha mọi người là anh em. Do đó tất cả cuộc sống của chúng ta phải lệ thuộc và phải gắn bó liên kết với hết mọi người. Cho nên nếu có ai hỏi chúng con có đi học không? Có đi học. Đi học để làm gì? Đi học để phục vụ cho cả 8 tỷ người. Chúng con có đi làm không? Có đi làm. Đi làm để làm gì? Đi làm để nuôi sống cả 8 tỷ người. Chứ không chỉ nuôi sống cái miệng của mình hay gia đình của mình, rồi từ đó mình muốn tiêu thế nào thì tiêu, muốn xài thế nào xài. Không có. Và Chúa Giêsu đó, chúng con biết Chúa Giêsu đó là đấng chỉ cho chúng ta. Cho nên chúng con để ý trong các lời nguyện của Thánh lễ, mà hội Thánh luôn luôn kết thúc như thế này: chúng con nguyện xin nhờ Đức Giêsu Kitô. Luôn luôn nhờ Đức Giêsu Kitô để Ngài chỉ chúng ta biết Thiên Chúa là Cha, và nhờ Đức Giêsu Kitô Ngài chuyển lời cầu nguyện chúng ta là Cha, và nhờ Đức Giêsu chỉ bảo dạy dỗ chúng ta biết sống xứng đáng làm con của Cha, làm anh em của nhau. Cho nên phải biết được Kitô. Mà muốn biết Kitô thì không chỉ có học đâu tụi con, không chỉ có học biết về Ngài đâu, mà phải nói chuyện với Ngài. Và vì thế chúng con phải được dẫn đến học Đức Kitô, rồi đến nói chuyện với Đức Kitô. Chúng con có thể nói chuyện với Đức Kitô như Cha đang nói với chúng con. Tức là chúng con phải cầu nguyện, phải có những giờ không chỉ có học những chuyện trong khảo bài, hỏi Chúa Giêsu là ai, ngôi ai, chúng biết là người chết và sống lại, đó tốt. Nhưng mà phải đến gặp Ngài cơ, nói chuyện với Ngài cơ. Nó ra nhiều chuyện lắm chúng con. Cho nên chúng con sẽ được tập để mà có một mối thâm tình với Đức Kitô, nói chuyện với Đức Kitô như là nói với thầy, cô, với cha, với mẹ, với anh, với chị mình vậy. Bây giờ chúng con muốn để học Đức Kitô thì chúng con trước tiên có trong sách thánh, có sách thánh chúng con. Có nghĩa là làm sao? Chúng con ngay từ tấm bé này, chúng con sẽ được phải làm quen với sách thánh. Vì lời của Chúa được ghi trong sách thánh, mà chúng ta nghe đọc trong mỗi thánh lễ hàng ngày,
và chúng ta không chỉ nghe ở đây mà chúng ta phải nghe và đọc ngay bản thân của mình hằng ngày. Chúng ta mong ước đạt đến mức người người tân ước, nhà nhà kinh thánh. Chúng con phải mong làm sao để chính chúng con từ thân bé cũng có một cuốn tân ước cầm theo đi bất kỳ đâu, và mong cho người lớn, người già, cha mẹ chúng con cũng thế, đi đâu cũng đem cái chùm chìa khóa đi, đem cái thẻ cà để mua xăng hay mua hàng trong các siêu thị thì cũng phải có cuốn tân ước nhỏ để kè trong cái ví, trong cái túi, để ngồi đâu ta cũng thể đọc lời của Chúa. Và riêng chúng con thì có thể mai kia chúng con có điện thoại di động ở trong đó, người ta cài hay mình cài lấy cuốn tân ước vào đó để ngồi trên máy bay, ngồi trên xe buýt, hay ngồi ở bãi biển, hay ngồi bất cứ chỗ nào, chúng ta có thể mở ra, bấm ra để đọc một đoạn lời Chúa, để nghe Chúa Giêsu nói và nói chuyện với Chúa Giêsu. Và khi mà tiếp cận với lời Chúa thì đấy là chúng ta bắt hương nơi Chúa Giêsu. Chúng ta để ý này trong bà cái phép cái cường cảm dỗ, ma quỷ thuộc kinh thánh hơn chúng ta nhiều. Này chúng ta thấy không? Thằng Satan nó thuộc kinh thánh, nó tán với Chúa Giêsu bằng chích lời kinh thánh, và Chúa Giêsu cũng trả lời bằng chính lời kinh thánh. Hay lắm tụi con. Chúng con về có dịp này mời cha mẹ anh chúng con, chị chúng con đọc lại cái đoạn tin mừng Matthew 4:1-11 này đi. Và còn nhiều đoạn khác để chúng con thấy Chúa Giêsu đã vận dụng lời của Ngài, và Ngài truyền lại lời của Ngài cho chúng ta, lời có sức phi thường. Đây là lúc chúng con phải tin lời của Chúa sắc bén hơn con dao hai lưỡi. Lời của Chúa trời đất này có thể qua đi, nhưng một chấm một phết cũng không qua đi. Chúng con để ý tới em và đặt để ý đây, cha đã có kinh nghiệm về chuyện đọc lời và sống theo lời này. Bởi ở bên Việt Nam thì sau 75 thì các cơ sở mất hết, thì cuối cùng rồi cái gì cũng phải xin phép, cho nên dạy giáo lý là thì mình lại xin phép nó phiền rồi. Cho nên các cha bên đó chỗ cha là làm cái chuyện là thôi tấn nước và kinh thánh, mỗi người một cuốn, và chúng con nhỏ cũng vậy, ở bên cha chúa cha là nhỏ như chúng con, mở kinh thánh tân ước tự ước nhanh hơn bất kỳ ai nữa. Và không chỉ biết mở kinh thánh tân ước tự ước mà còn thuộc nữa, và còn biết nói chuyện cho người khác bằng lời của Chúa nữa. Tuyệt vời lắm tuyệt vời. Và tân ước như thế, các em cứ ngày chủ nhật đến ngồi ngoài gốc cây có cái bút xanh đỏ, đọc xong ghi chép lại, xong rồi gạch, xong rồi về học, rồi vào nhà thờ hoặc quỳ xuống nói chuyện với Chúa bằng lời của Ngài. Cho nên cuộc đời các em nhỏ nó thay đổi lắm. Cha đơn cử chúng con một vài chuyện nhỏ là cái thời của cha, hoặc là nhiều khi cha lớn như này cha không lanh bằng cái em nhỏ, nó đọc lời Chúa hay lắm. Bởi vì khi đọc lời Chúa rồi thì thần khí của Chúa hướng dẫn để nó biết vận dụng vào ngay trong cuộc sống, và nó biết trả lời cho những người lớn. Có mấy đứa nhỏ mà tuổi chúng con đây thôi, lớp 3, lớp 4 thôi, trời nắng chang chang, nó đi đâu nó cũng nó đi cầm cuốn tân ước đi nhà thờ, là người nào biết thì cái tụi này tụi công giáo đi lễ rồi. Thế có mấy anh ngứa miệng hỏi đi đâu, nó phải đi nhà thờ đi lễ, lễ gì, lễ thờ Chúa. Mấy anh ngứa miệng bảo làm gì có Chúa, nó bảo có chứ. Thế mấy anh bảo Chúa mày đâu, nó bảo Chúa muốn coi không coi, nó bảo Chúa đứng nghiêm nhìn mặt trời 5 phút quay chỉ cho. Mấy anh bảo mày tới thằng lếu lắm, nhìn mặt trời 5 phút mù mẹ mắt. Nó bảo đấy, nhìn mặt trời có 5 phút mà cái mặt vô chi mà mù mắt. Chúa tôi mà hiện ra bây giờ là Chúa chết ngay.